Chiều ngày 8 tháng 3, Ban Nữ Công Dân Đảng đã tổ chức thi đấu các trận chung kết và trao giải hoạt động giao lưu thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3 và 1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đến trao giải và động viên các vận động viên tham gia có đồng chí Phạm Đăng Lực, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, đồng chí Lương Tấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức. Với khẩu hiệu thể thao mang lại sức khỏe khơi nguồn sáng tạo, hoạt động giao lưu thể dục thể thao được Ban Nữ Công Dân Đảng tổ chức đã thu hút 6 đội tham gia ở nội dung thi đấu cầu lông nữ, 2 đội tham gia ở nội dung kéo co. Các trận giao hữu thể thao đã diễn ra sôi nổi, các vận động viên thi đấu nhiệt tình trung thực với nhiều pha cầu đẹp mắt, hấp dẫn. Những trận đấu đầy kịch tính cùng những tiếng hò reo cổ vũ của cổ động viên đã tạo nên một không khí vui tươi phấn khởi, một tinh thần thể thao mạnh mẽ, sự đoàn kết trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan. Được biết trong thời gian qua, Ban Nữ Công Dân Đảng cũng đã thường xuyên phát động phong trào luyện tập thể dục thể thao sau giờ làm trong cán bộ nữ viên chức cơ quan, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động giao lưu thể thao, tạo điều kiện thuận lợi cho nữ cán bộ công chức cơ quan tham gia sân chơi thể thao bổ ích với những môn thể thao phù hợp với độ tuổi, công việc như cầu lông, bóng chuyền hơi, bóng chuyền. Qua đó tìm ra những hạt nhân trong phong trào thể dục thể thao để các ngành, các ban lựa chọn tham gia giải thể thao cấp huyện, cấp tỉnh và đạt được kết quả cao. Trong buổi chung kết và trao giải hoạt động giao lưu thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8 tháng 3, thay mặt lãnh đạo cơ quan huyện ủy, đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy cơ quan, đồng chí Lương Tuấn Huê, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ nữ công cơ quan dân đảng. Các đồng chí đã chúc các nữ cán bộ công nhân viên chức đơn vị luôn trẻ đẹp, hoàn thành tốt công việc của cơ quan và trọng trách của người phụ nữ trong gia đình. Các đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, Ban Nữ Công Dân Đảng cũng có nhiều hoạt động giao lưu ý nghĩa để chị em nữ công tham gia. Kết thúc giải giao hữu, ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội và các vận động viên tham gia có thành tích thi đấu tốt nhất.